cực hot. Shop Vinmin com đã mới cập nhật thêm bán vàng tự động, vòng quay vàng. Vòng quay vàng có nghĩa là khi bạn vào mục vòng quay vàng, bạn sẽ quay được vàng với các danh mục như 200 triệu vàng, 300 triệu vàng, 500 triệu vàng và 2 tỷ vàng. Sau khi mua xong, bạn hãy bấm vào mục rút vàng để bạn có thể được giao dịch tự động, không phải mất chờ thời gian. Đây là một dịch vụ rất là ngon mà Shopee mới mở. Ok, ngoài ra anh em cần mua ngọc rồng giá tốt thì anh em có thể lên ngay shopee.com. Shop bán tất cả các loại ngọc rồng giá rẻ nhất và ngon nhất mà không có shop nào có như shop của Vinmin. Ok. Và hai chào bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục series về Vinmin ST nha. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ đầu tư tiếp cho em nó 1 tỷ vàng đi mua ngay bộ 1 sao anh em ạ. Tức lắm rồi. Nó rất là tức. Mẹ cầm 1-200 nghìn đi mua ngọc nhưng mà bị khinh thường anh em ạ. Hôm nay quyết định đầu tư 1 tỷ vàng vào game mua cho nó chất anh em nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ qua làng cá lốt để mình giao dịch cho nó tròn 1 tỷ vàng nha anh em. Ok, và hiện tại mình đang đứng ở làng cá lốt khu 7. Bây giờ cho link phụ qua anh em nhá. À, thông báo cho anh em một xíu là như nào nhỉ? Show Vinmin của mình ý, sắp tới khoảng 1-2 ngày nữa thì show sẽ khai trương dịch vụ bán vàng tự động nha anh em. Giá vàng cực kỳ là tốt, tốt nhất trong tất cả các giá vàng hiện tại nha anh em. Ok, khai trương giá là phải tốt rồi anh em ạ. Đó, anh em lưu ý nhá, 1-2 ngày nữa mình sẽ khai trương cái dịch vụ bán vàng tự động trên show Vinmin nha anh em. Ok, anh em cứ lên tham khảo nhá. Click rẻ chứ cái thứ thì cứ lên mà tham khảo. Mẹ, thôi, không pazi thêm anh em nhá. Không anh em lại bảo gì shop thằng này rẻ thật sự pazi nhiều, anh em lại mua hết lick ngon của anh em để anh em tự kiếm. Đấy, cần cái gì kiếm cái đấy đúng không anh em. Ok, và bây giờ mình sẽ gọi là giao dịch cho em Vinmin ST gọi là 30 thỏi vàng anh em nhá. Đấy, 30 thỏi vàng tương ứng là hơn 1 tỷ vàng rồi. Đấy. Bây giờ phải khoảng là 1 tỷ rưỡi rồi. Đó. Mình cho anh em xem luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ bán hết 30 cái thỏi vàng nha. Đấy, 30 cái thỏi vàng này nó phải rơi vào khoảng là 1 tỷ 600 nhá. Đó, cộng cả số vàng hiện tại mình là khoảng là 1 tỷ 600, gần 1 tỷ 600 nhá. Ok, và hiện tại thì mình đang có khoảng là viên ngọc rồng 4 sao và 5 sao. Bây giờ mình còn thiếu viên 1 sao này, 2 sao này, 3 sao, 6 sao và 7 sao. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm vách núi Carlos xem có ai bán viên ngọc rồng 3 sao không, mình quất luôn nha anh em. Đó. Xem nào, chúng ta sẽ đi kiếm ở đây xem. Ôi, đậu mẹ. Đây. Ok, giờ mình sẽ ơi, tưởng lag cơ. Ok, rồi mình sẽ qua khu không nhá. Mua tiện mấy viên ngọc rồng rẻ rẻ thì mua ở đây, còn mấy viên lớn lớn thì mình sẽ chat thế giới mình mua cho nhanh em nhá. Ok. Mua ngọc rồng bí. À đúng rồi, trong cái sự kiện này thì anh em mua ngọc rồng bí khá là nhiều với lại bán cái đấy nữa, cho nên là ấy, hiện tại bây giờ những cái này thì rất ít người bán ngọc rồng để ước ngọc anh em ạ. Đó, em nào có gọi là hôm mà gì nhỉ, hôm chủ nhật đi, chủ nhật tuần này anh em nào mà đi offline thì comment phía dưới nha, để hôm đấy anh em chúng ta cùng gặp nhau chích nhau. Đùa thôi, còn hôm đấy anh em gặp nhau cho vui. Rồi bây giờ mình sẽ xem nào. Rồi mình sẽ mua luôn với một ngọc rồng một sao nha. Mua ngọc rồng một sao, hai sao, ba sao, bán bm giá. Ok, mình đã nhắn thành công rồi anh em ạ. Bây giờ mình chỉ sẽ đợi cái thành quả xem có ai bán không. Đó. Trong cái sự kiện X2 ấy, thì rất là nhiều anh em rất là thích úp sự kiện đúng không. Mình thì cũng rất là thích, nhưng mà tự nhiên mình dính bén mấy ngày Halloween. Tại mình lớp trưởng mà. Đấy, mình lớp trưởng, thế là cô giáo giao nhiệm vụ để làm Halloween, cho nên là mình không úp được em ạ. Treo thì cũng không xong, treo thì có ngọc méo đâu. Hôm nay phải làm clip này, tức quá này, không có ngọc. Hôm nay phải làm clip để mua ngọc các thứ để ấy, để có ngọc để úp anh em ạ. Xong khi mà mình ước ngọc xong ấy thì mình sẽ đi mua ngọc úp cho em nó. Còn sau nữa mình sẽ mua cả trang VIP cho em nó. Đấy, một số cái định hướng như vậy anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ xem ở trên kênh thế giới nào. Bán. Ok. Đây, mình sẽ xem nào. Mình sẽ x mấy cái này ra nha anh em. Đây mình sẽ xóa mấy đây thằng BC Gaming này, thằng lồn này. Xin lỗi nha, thằng bạn của mình.
gọi nhiều lúc hay chôn nó hay nói như thế. Ok, giá 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 đây mình thử nhắn nào, không biết hay sao bây giờ giá bao nhiêu nhỉ anh em nhỉ, giá bao nhiêu. Ok, giá giá ok, không biết là thanh niên sẽ bán cái gì đây, giá bao nhiêu bạn ui. Cho giá xem, không 120 đi, 120 triệu không biết là có bán không, 120 triệu, mình cũng không biết giá là bao nhiêu ý. Xem nào, mua 8 viên, mình sẽ mua 8 viên anh em nhé, 17 139. Rồi đây, mua 8 viên thì được khoảng mình cái gì đây, sao bố có 7 viên 850 triệu, 850 triệu. Ok được, 850 triệu thì tính 28 thỏi vàng, 28 thỏi vàng. Giao dịch. Ok, thì ở trong cái clip trước ấy có nhiều anh em bảo với mình là thằng này làm YouTube các thứ lại mua hàng sao lại kiểu giảm giá này, thì mình thì kiểu giảm được bao nhiêu thì giảm ý. Thực ra là mình cũng muốn hỗ trợ anh em, nhưng mà giảm được bao nhiêu thì giảm, rẻ hơn. Ok rồi, bây giờ mình thử tính xem sao nha anh em. 850 triệu, xem nào. 850 đúng không, 850 triệu. Nếu mà chia cho 37 thì nó sẽ khoảng 22 thỏi vàng cộng 19, 22 thỏi vàng, 22 thỏi nhân với 37, cộng thêm khoảng là mười mấy triệu vàng nữa. Đấy, nó được khoảng như thế anh em ạ. Ok, đâu nhỉ? Đây. Mẹ, tự nhiên bấm nhầm anh em ơi. 28 thỏi, còn thanh niên bán 28 thỏi thì 28 nhân với 37 thì nó rơi khoảng 1 tỷ 036 triệu. Rất là đắt luôn anh em ạ. À không, đấy là 4 viên đúng không? À 8 viên, như thế là đắt anh em ạ. Rồi, thanh niên vừa lấy đâu rồi? Trời đụng. Không gì chứ, thời đấy là đắt quá, bạn này hắn khoảng là 27 27 thỏi thì mình còn mua anh em ạ. Đây mình thử nhắn thử bà 27 thỏi xem có bán không nha anh em. 27 thỏi vàng bán không. Ok, mình đã nhắn thành công anh em ạ. Còn có mấy thanh niên gì đây? Gặp K228 trả tao 85 thỏi vàng. Chắc lại bị ngu người rồi. Vãi cả ngọc dòng tự động chấm com ạ. Mấy thanh niên Paris kiểu gì chứ, Paris kiểu này là spam đấy anh em ạ. Đấy, làm ăn cứ phải cho dù uy tín hay không ý, thì Paris kiểu này nó không được hay em nhá. Đấy, đó. Rồi, chúng ta sẽ mua tiếp, nhắn tiếp, mua bộ ngọc rồng 1 sao giá bao nhiêu thỏi nhỉ? 29 thỏi vàng. Thôi, 29 thỏi vàng được rồi, 29 thỏi vàng bán PM. Ok, mình đã nhắn thành công em ơi. Không bạn ơi, 28, ok, để điểm giao dịch đi. Mua luôn anh em ơi, điểm giao dịch. Địa điểm giao dịch bạn ơi. Ok, rồi. Có một thanh niên siêu trộm heo kìa. Lâu không gặp, hello em. Lâu lắm không on, hello em. Lâu lắm không gặp. Lâu lắm mình không gặp mấy anh em siêu trộm rồi. Cho anh em nghỉ game hết rồi. Hay là đi học bạn học. Mua bộ ngọc dòng 1 sao 29 thỏi vàng bán PM. Đó, nó quá là chất luôn. Nó phải ở cái tờ mình anh em ạ. Ok. Yeah. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái hành trình. Chúng ta sẽ mua bộ ngọc dòng 1 sao bán bộ địa điểm giao dịch. Ok, hơn 1 tỷ vàng, hơn 1 tỷ vàng, đó. Yeah. Ok, rất là nhiều bạn chào mình này. Ok, chào em. Sợ trái em này, what? Ghi nhầm mắt, đúng là
đúng là câu chữ của Việt Nam vậy. Làng Kakarot khu 10 anh em ạ. À, chắc thế rồi. Ok, phải làng Kakarot không đây? À, méo phải rồi. Đây làng cái gì? Làng gì? Mình mà thấy bạn ấy đâu? Đùa à? Rome. Đâu ta? Chắc tí bạn ấy ghi lại đấy. Mình nghĩ là chắc tí bạn ấy ghi lại đấy. Đây, mình sẽ bấm vào đây đi. Bán nè. Địa điểm giao dịch đi. Địa điểm giao dịch đi. Có thì cứ địa điểm giao dịch mình quất luôn. Để tránh thời gian của anh em. Đó. Đây là một cái cách để mua ngọc rồng nha anh em. Đó, anh em thấy hay không? Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục xem sao. À, địa điểm giao dịch nào? Ghi mãi nó cứ kiểu vậy lang chứ. Lạc. Còn mình thích đọc là lang hơn. Bạn mua 29 thỏi vàng à? Ok, siêu thị khu 16. Siêu thị khu 16 anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ qua khu siêu thị khu 16 nha. Ok, rồi mình sẽ qua khu 16 xem sao. 16. Ok. Yeah, đây. Sina đúng không? Đúng rồi, Sina. Sinada, ok, giao dịch bạn ơi. Rồi, 29 thỏi vàng đúng không? Đúng rồi, 29 thỏi vàng. Đó. À, đúng rồi, có. Mình đăng một cái video lên, có anh em hỏi, có một bạn hỏi là mua cái thỏi vàng ở đâu? Thì mua ở Santa bạn nhé. Mua ở Santa. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 29 thỏi. Ô, đâu rồi? Bị lag à? Ai nổi nhở? Bạn này bị lag luôn anh em ạ. Dạo này game dạo này không phải là bị lag mà hay bị mất cái lối cực luôn. Hai. Wow, hai bạn đang ngon, một thanh niên lớp 7 với lại với một bạn nữa thì mình không rõ, bạn này thì cũng VIP đấy. Ok. Siêu trộm VT2. Đệ bao nhiêu sức mạnh rồi? Đây mình hỏi thử xem là đệ bao nhiêu sức mạnh rồi. Chứ bạn này cầy rất là trâu luôn anh em ạ. Phải nói rất là trâu luôn. Đó. Ok không? 2 tỷ kinh nhờ. Tối PK không? Tối PK đệ không? Đậu xanh 207 triệu. Tượng 2 tỷ cơ. Mình cứ tưởng 2 tỷ cơ các anh em ạ. À đúng rồi, xem nào, trong phần ô trống không? À đúng rồi. Đây chúng ta sẽ, đây mình sẽ, đây bán mấy cái này đi. Ok. À, đèn kéo quân, đợi xíu. Chúng ta sẽ phải vứt cái đèn kéo quân 1% này đi. Ok rồi. Ok. Xong, mất cái lối rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giao dịch cho bạn này 29 thỏi vàng nha. 29 thỏi vàng. Em cứ lấy cái số lượng của nó nhân với cái giá của nó thì nó sẽ ra được cái số vàng nhá. Rồi, không như dự đoán của mình. Đúng như cái dự đoán của mình. Mẹ xíu cái đã mất cái lối. À, đèn thực sự anh em ạ. Nhưng mà không sao, chúng ta mất thì chúng ta có thể làm lại. Bây giờ mình sẽ xem, check kỹ nhá. Anh em lưu ý mua bất cứ một cái gì anh em nên check kỹ trước khi mua nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7. Ok. Đấy, hiện tại mình đã mua, mình sẽ mua nha. Yeah. Ok, và hiện tại mình đã có một bộ ngọc rồng 1 sao rồi. Để mà cho nó đẹp hơn thì mình sẽ về nhà đi. Mình sẽ về nhà nha anh em. Chúng ta sẽ về nhà. Từ từ, anh em đợi xíu mình sẽ về nhà. Ok. Đây, bấm vào dương đồ này. Sẽ sắp xếp lại cho cái viên ngọc rồng này nó đẹp hơn. Để mà đẹp hơn ý, thì sắp xếp khó lắm. Sắp xếp rất là khó lên anh em ạ. Nếu mà để mà cái này nó đẹp hơn ý. À đây. Ok. Để này vào đây. Rồi. Đây bây giờ mình sẽ sắp xếp từ đây nhá. Rồi, 1 này.
đây ok rồi, mình sẽ sắp xếp cho đẹp này, em nhìn nhá. Đấy, nó theo cái quy luật kiểu gì nhỉ, thì không nói như là cho hợp nữa, nhưng mà nó sẽ theo cái quy luật như này em nhá. Đây sẽ cho cái viên hợp dòng 3 sao vào. Đây cho 4 sao vào. Vứt cái này ra 6 rồi nhá. Ok 7 này. Ok rồi, mình đã sắp xếp thành công bộ ngọc rồng 1 sao nha anh em, rất là đẹp luôn. Ok, thử ra ngoài thử gọi thử xem sao nhá. Wow. Rồi, thử gọi xem có gọi được luôn không. Gọi được luôn thì ước luôn, không thì sẽ để clip sau anh em nhá. Gọi 1 sao. Ô, gọi được luôn này anh em. Yeah. Wow, tuyệt vời. Gọi phát được luôn này, tuyệt vời chưa anh em. Đây, mất khoảng 5 phút. Yeah. Chúng ta sẽ đợi chờ một xíu để xem điều ước khác nào. Lên mình sẽ ước 1500 ngọc nha. Mục đích của mình sẽ ước 1500 ngọc. Clip sau mình sẽ ước cho em nó đẹp trai nhất vũ trụ. Ok không? Vãi nồi nhỉ. Đẹp vãi. Đâu lắm rồi mới được ước dòng 1 sao luôn ý. Đẹp vãi. Chụp lại làm cái thumbnail cái. Đẹp thật sự luôn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ ước 1500 ngọc nha anh em. Đây, cho anh em chiêm ngưỡng. Đây, 1500 ngọc. Rồi. Bạn có chắc chắn không? Ok, ước luôn. Ok. Ok. Rồi. Hiện tại mình đã có khoảng 1700 ngọc rồi. Thì tính ra ấy, hiện tại là khoảng 200.000 ví thì anh em sẽ được khoảng là 1525 ngọc đúng không? Tại vì nếu mà 7.5 mà nhưng anh em mua ước bằng ngọc này thì giá thì nó cũng thế thôi. Đấy, nó được nhiều hơn, nó không bị mất phí, rất là ngon luôn. Ok, và hiện tại mình đã có ngọc với vàng rồi thì chắc clip sau mình sẽ làm tiếp một số clip nữa liên quan đến link này nha. Ok, cảm ơn đã xem clip của mình. Nếu thấy clip này của mình hay đừng tiếc một like, một lần đăng ký kênh mình nha. Cảm ơn đã xem clip. Bye bye.